Đầu tiên, chúng ta cần phải ghi nhớ tác dụng của từng khu vực để không bị nhầm lẫn trong việc canh chỉnh. Ở trên cùng là phần micro, đóng vai trò điều chỉnh hiệu ứng âm thanh của micro trong quá trình hát karaoke. Bên dưới đó là phần music hay còn gọi là phần nhạc. Các nút xoay ở khu vực này sẽ điều chỉnh chất lượng âm thanh từ bài hát. Cuối cùng là phần master hay còn gọi là khu vực tổng. Các nút xoay ở khu vực này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của cả mic và phần music. Về các nút xoay, mỗi nút sẽ có tác dụng riêng biệt và bạn phải nhớ kỹ công dụng của các nút quan trọng để tùy chỉnh chính xác các vấn đề đang gặp phải. Ví dụ, nút 2 dùng để điều chỉnh âm treble, nút low dùng để điều chỉnh âm bass, nút volume là âm lượng, còn nút echo là điều chỉnh tiếng vang. Khi bạn mua các sản phẩm âm ly của Vidia, các kỹ thuật viên có thể tới cân chỉnh tại nhà hoặc cân chỉnh trước sản phẩm theo yêu cầu, hay kiện hàng sẽ được gửi kèm đi cuốn bí kíp cân chỉnh âm thanh do chính các chuyên gia của Vidia biên soạn. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không có ai hỗ trợ hoặc tài liệu hướng dẫn cân chỉnh bị mất thì cũng đừng quá lo lắng, hãy xoay chiều các nút vạch về đúng hướng 12 giờ để đạt được sự cân bằng giữa các chế độ. Sau đó tùy theo mục đích mà chúng ta sẽ có sự điều chỉnh tương ứng. Để hát karaoke, bạn hãy xoay nút mic ở khu vực music về 0 để bỏ đi tiếng hát của ca sĩ. Trường hợp bạn muốn nghe nhạc, hãy điều chỉnh nút xoay mic lại hướng 12 giờ như cũ. Echo chịu trách nhiệm cho độ vang của âm thanh. Đây là một trong những công cụ đắc lực để bạn điều chỉnh nhằm hỗ trợ giọng hát của bạn. Nếu chất giọng bạn yếu, việc tăng echo lên sẽ tạo cho người nghe cảm giác như giọng ca của bạn trở nên mạnh mẽ và đầy nỗ lực. Còn với những người đã có sẵn giọng ca tốt, chúng ta nên điều chỉnh giảm echo để có thể giữ lại nguyên vẹn từng âm sắc và đặc trưng của người hát, hạn chế tiếng lặp. Trong quá trình hát, nếu cảm thấy âm thanh có hiện tượng bị hú rè, hãy xoay nút 2 về góc 10 hoặc 11 giờ để giảm tiếng treble tùy theo độ lớn của tiếng hú. Nếu tiếng hú vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, hãy tiếp tục giảm volume để điều chỉnh lại âm thanh. Dù không quá khó chịu nhưng những tiếng treble, những âm bass cũng cần có sự cân chỉnh hợp lý mới duy trì được sự ổn định và dứt khoát. Vậy nên bạn chỉ nhớ khi có loa shop hãy giảm bass để hạn chế tình trạng âm thanh trở nên rền rĩ, và nếu không có loa shop chỉ việc tăng thêm để khi nào cảm thấy âm bass bắt tai là được.